Anh em có biết giùm anh em tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận từ Free Fire, Roblox cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra ngay phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Hello anh em và chào anh em quay trở lại kênh channel của Starjin nha. Một lần mình đây. Ok, thì ngày hôm nay Free Fire chúng ta đã gọi là không có sự kiện gì hết. Mình đã gửi video cho anh em xem trên kênh kia rồi. Và hiện tại cũng khá là trễ rồi anh em, cho nên là giờ này á thì mình cũng gọi là hơi mất ngủ xíu, thì mình có là cái này cho anh em xem nè. Đấy, hiện tại là bên server Việt Nam chúng ta không có sự kiện đúng không? Nhưng mà mình có một cái nước này có cái gì ta? Có chính là cái thính đặc biệt, và mình sẽ thử cùng anh em xem là cái thính đặc biệt đó có gì đặc biệt, và để xem là mở ra nó có gì đặc biệt nữa nha. Ok, và anh em xin mà xem video này của mình, anh em hãy giúp cho mình đạt được cái chính là 300 like hoặc là 400 like nha. Thì khi mà video này đạt được 300 like thì mình sẽ làm clip phối đồ với cái gói đồ mà sẽ được cập nhật trong hộp ảo thực ở gọi là cái lễ 2 tháng 9 này nha anh em. Ok, cho nên là anh em hãy giúp mình một cái phần nhỏ nhỏ nha, xem chùa hoài kỳ lắm anh em à. Ok, bây giờ thì let's go. Ok, hiện tại mình đang có mặt ở bên server Indonesia trên nick của bạn, đó chính là bạn phó nhóm của mình anh em. Đấy, còn là Little gì đó, tôi cũng không biết cái tên nữa anh em. Đấy, nói chung là phó nhóm đi. Rồi, ok, thì bạn phó nhóm này có gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái thính đặc biệt, đó chính là 3K anh em, 3 cầm. Và trong cái thính này chúng ta có là 5 hộp súng truy sát, rồi 5 hộp súng graffiti, rồi 5 hộp súng năm mới 2020, 5 hộp súng Famas Hip Hop, rồi 100 kim cương. Ôi dồi ôi, 100 kim cương này là chỉ giá là 25k nếu mà anh em nạp thẳng trong game đó nha. Server này thì bình thường vậy thôi, chứ anh em thấy là cũng tốn tiền phết đấy. Đấy, ok, cái skin nạp tích lũy thì bên đây nó nạp rồi. À đây, cái hôm bữa mình mới review cho anh em xem mình nạp rồi nè, chứ nước nào đâu. Rồi bây giờ sẽ húp cái thính này, sau đó thì lấy số kim cương này đi săn đồ xem mà được những gì nha. Ok, và đây là những gì mà chúng ta có thể nhận được sau khi mà anh em húp cái thính chỉ giá là 3 cành trên server Indo. Đó, ngon cực kỳ luôn. Server Việt Nam chúng ta thì có một cái nick, có nhưng mà nick đó hình như là mình chưa đăng nhập vô được đó, mà nick của thằng đệ mình. Đấy, ok. Và chúng ta sẽ đi săn vòng quay trước, sau đó thì mở hộp nha. Vì mình quay vòng quay thì có thể sẽ ra những cái hộp anh em. Đó, và sẵn vô trong kia mình mở luôn. Ok, ở đây có skin súng, lấy skin súng đi chứ hả. Hôm bữa mình đã test cho nó nút kia, mình test được 9 kim cương rồi, mà chưa test được 19 kim cương. Ok, được 50 hiệu nè, 19 kim cương luôn, để xem được gì đây. Ui, ui rồi ôi, ao thì chơi gì mà nó không dính vô đó, mình tiếc hết nhờ. Đấy, tiếc lắm anh em à. Ok, 9 kim cương nè. Đấy, 9 kim cương được cái gì đây? Bùm 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 bùm. Ôi giời, nhảy thêm cái nữa là ngon rồi. Nhưng mà không, mấy cái vòng quay này khó ăn của gà ghiến Indo lắm anh em. Anh em thấy gì chứ, không có dễ ăn tí nào đâu. Đấy, rồi, ok, 19 kim cương sẽ là được gì đây? 19 kim cương sẽ là 2. À không, không phải 20 hiệu. Thôi kệ đi, không phải 20 hiệu thì thôi, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một cái giới hạn mua hộp trong đây, đó chính là một hộp là bao nhiêu, một hộp 26 huy hiệu à? Ủa, 26 kim cương. Phần vật phẩm này kia thì hình như là không có đây mà. Đấy, không có cái phần vật phẩm này kia gì hết. À hình như mình nhớ cái phần vật phẩm có vé quay. À đây rồi, đây vé quay anh em. Đấy, vé quay này mình mua được 5 vé đúng không? Đâu, mua được nhiều hơn mà. 20. À 4 vé nữa. Ok. Nãy mình biết vậy mình mua vé quay này được rồi anh em. Đấy, vé quay này sẽ dùng được trong, nó chính là dòng quay dòng quay này nha. Hôm bữa mình quay mình quên anh em à, mình quên luôn, cho nên là anh em thông cảm. Đấy, nick này của bé này nó chỉ mới quay được có một cái thôi, quay một bộ đồ với lại một cái ba lô thôi, còn kia ý ba lô nữa kìa. Oh my god, ôi rồi ơi. Anh em hỏi tại sao mình lại phân biệt của server Việt Nam với lại server Indo, thì đây chính là lý do nha. Đấy, server Indo thì giá nó quy đổi nó cũng không có bao nhiêu hết trơn á, nhưng mà tỷ lệ ra nguy hiểm nó cực kỳ cao. Đấy, chứ không giống như là server Việt Nam anh em à. Đấy, server Việt Nam chúng ta thì có nhiều thứ nhưng mà còn phải nói lắm, chứ không phải mình tự nhiên mình nói gì đâu anh em, làm gì có. Cho nên là cái gì nói ra thì cũng phải có là có bằng chứng và có thuyết phục thì mình mới nói. Ôi rồi ôi anh em thấy không, hai lượt quay thôi muốn bằng cái gọi là lượt x10 bên server Việt Nam rồi. Đấy, thứ nào chịu nổi. Ok rồi, thì nó hơi hút lại rồi nha. 31 huy hiệu thì chúng ta sẽ đổi được cái gì đây?
31 huyệu thì không đổi được gì cả, cho nên mình sẽ lấy chính là 15 cái huyệu này đi anh em. Lấy 15 huyệu này để mà mai mốt mình chuyển sang cái chính là cái vòng quay kia ở cái sự kiện khi mình đổi nha. Đó mình đổi sang cái hộp cái hộp quà anh em, cái hộp quà bí ẩn á. Ok, thì đây chúng ta có hộp hành động nè. Hộp hộp gì? Phần thưởng cho người chơi mới hả? Ok, 14 ngày. À, cái bộ bên sâu Việt Nam chúng ta là cái bộ gì ta? Cái bộ gì mình quên mất tiêu rồi, bộ đồ trẻ trâu anh em à. Ừ đúng rồi ấy. Ok, tiếp theo mở skin súng nè. Còn sau bài này thì nó không phải là bộ đồ trẻ trâu mà bộ đồ khác nha anh em. Một hộp sao vậy kỳ ta, hai hộp cũng vậy luôn. Rồi tiếp theo là một số năm mới, năm mới đã qua năm cũ lại tới. Rồi 24 giờ không gì. Úi rồi 24 giờ không à, trời ơi sao lại có thể như là nó cái này lại có thể là tàn đẻ tàn tàn độc như vậy chứ hả? Trời ơi 24 giờ không anh em à. Úi giời ơi, thiệt tình luôn, không có gì ngon luôn ấy. 3 ngày, 7 ngày, 24 giờ, hai hộp cuối à, 4 ngày à. Tính ra thì mấy cái thích đặc biệt này chủ yếu là cho làm màu thôi, còn để mà ngon thì không có anh em ạ. Đấy cái bộ đồ mà hôm bữa mình đổi cho con bé này anh em. Đấy, úi giời ơi, bọn bộ đồ này cái gì nó lòi lòi vậy ta. Úi giời ơi, đồ nhìn kinh vãi, kinh dị đúng là kỳ nghĩa đen luôn em. Đấy, bộ này thì nó quay sẵn ra rồi, không phải của mình đâu anh em. Ok, và có thêm bộ hố đen vũ trụ nè. Để xem mà nước này có gì ngon không nha. Thời trang thì đồ nữ đa số là ấy, có bộ chiến thần của nữ nha anh em. Đó, có bộ chiến thần của nữ, bộ này thì bộ chiến thần độc dược. Đúng rồi, bộ chiến thần độc dược, rồi thêm mấy bộ đầu sừng nữa. Mà đầu sừng này không phải là đầu sừng xịn, là đầu sừng theo kiểu là sự kiện quất nhiều điểm sâu bên sở về Việt Nam thôi. Đồ thì chúng ta có cái gói áo nữ nè, rồi áo ganh nè, vải bên đây cũng có áo ganh vàng nữa ha. Rồi rồi ố ganh ganh này ganh huyền thoại chứ bộ. Rồi nhỏ này nó leo ganh bên đây dữ vậy trời, tôi mới biết luôn á anh em. Ok, đồ thì bên đây cũng tôi nói là nhiều nha, chứ không phải không có đâu anh em. Đấy đồ nó cũng tôi nói là nhiều ấy. Đấy mặc dù không biết phải nít chính nó chơi hàng ngày bên đây không. Ui rồi có hành động thả chim luôn này. Ôi rồi ôi, hành động tan nát trái chim. Rồi hành động thả tim, hành động thôi là bắn bắn chim anh em ạ. Hành động không phải bàn là ghế đúng không? Hành động chiêu, hành động lờ lờ đấy, đúng là nick của chị phó nhóm. Quá là nhiều đồ ngon đấy, mặc dù không biết phải nick xịn hay không nha. Ok nhưng mà nhìn là thấy xịn rồi đó. Rồi chúng ta sẽ có skin ba lô mà lúc nãy chúng ta vừa mới quay ra mà nó quy đổi luôn rồi, tại vì lần trước mình quay ra gọi anh em ba lô vận động viên rồi mấy ba lô linh tinh. À có ba lô thỏ xem xét nè, ba lô tiểu điểu vương hả? Ủa ba lô này nhìn cũng đẹp phết anh em, hình như ba lô này nó trong giống ba lô ganh đúng không ta, nhìn cái phi biểu tượng này giống như ba lô trong sự kiện quy đổi điểm ganh đó anh em. Dù dưa hấu nè, rồi mấy dù cơ bản khác, rồi thêm hầm sét nè. Hầm sét thì lấy hầm sét thần thần cuồng nộ, tôi tính đọc là thần thần chuồng rồi đó anh em. Đấy hầm sét tượng thần, rồi hầm sét tiêu diệt đấy. Ok ván này có ván mèo đen, ván lá chuối, ván độc quyền đấy. Ok nhạc nồi này cũng không có nhiều skin xe, có skin xe chiến lòng giống chiên, skin xe khác thì có skin xe gì đó, xe jeep đấy, xe jeep có skin này cũng đẹp quá nè. Sao không xài xài skin xe Zenith sư tại ồ không mắc thẩm mỹ rồi, không có mắc thẩm mỹ rồi. Phần khác thì chúng ta có nhiều bản vẽ của trái tác về thần, ở trái tác gọi là vũ trụ chiến thần lũng nhem mà chiến thác AOG, thêm mấy cái nó chế tác nữa. Ở đây có nhiều huy hiệu nhưng mà chưa có đổi huy hiệu sashimi. Ui rồi 290 huy hiệu ăn mừng vãi, sao nhỏ này sao tích lũy nhiều huy hiệu này vậy, huy hiệu này nó làm gì ta, sao nó không xài vãi. Ôi ôi tính ra bỏ lỡ nhiều cái lắm luôn á. Rồi tóm lại thì nick thì cũng tôi nói là nhiều đồ, còn lấy xem skin súng như thế nào nha. Wow skin súng cũng ok quá nè anh em. Đây skin súng có skin súng Vagro nè, rồi skin súng AK gồng lửa sài ngày nè, rồi skin súng M4 không có nè, Ska là ánh sao thần thoại nè. Ui rồi ôi vai xịn thế, skin Ska ở skin Goja là thần cuồng nộ nè, độc quyền ở thêm 4 à, skin súng ganh rồi XM8 nè à, không này sài ngày thôi. Rồi AOG chế tác hai khẩu nè, oh my god vai skin plasma à, cũng plasma cũng sài ngày luôn. Súng trường tầm xa có ít kế ít bao đốm, rồi chim có kiếm ma pháp sư sài ngày AC80 chân chơi mà không chính, rồi Ubumi ngủ da MB5 ngỗng ngang ngạnh, MB40 tử thần pha lê tử thần,
390 quỷ lửa rồi thâm sinh sư vương đấy. Shotgun thì có tiếng thú địa ngục không vĩnh viễn, súng sạc vĩnh viễn trong sự kiện ngày vừa cái gì sự kiện thẻ quốc gia. Rồi tóm lại một điều thì nick này cũng khá là ngon đây mà đấy, có thể là đây là chính nha, chính quân sở đồ của con bé này. Rồi cảm ơn em đã theo dõi cái video vừa là sầm xí này của mình nha. Nếu thấy video mình hay đừng quên mình một like đăng ký kênh giúp video mình đạt được gọi là 300-400 like nha anh em, để mình sẽ ra cái clip phố đồ cho anh em xem. Bây giờ thì bye, hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha, bye bye.